Đó tài sản của Bảo Thanh, Quốc Trường. Cặp đôi đẹp nhất phim Về Nhà Đi Con. Cặp đôi Bảo Thanh, Quốc Trường không chỉ đẹp trai, xinh gái, tài năng mà còn rất giàu có. Hiện tại, khối tài sản của Bảo Thanh và Quốc Trường ngày càng tăng lên. Bảo Thanh, 30 tuổi có nhà sang, biệt thự nghỉ dưỡng và xe đẹp. Bảo Thanh sinh năm 1990, tham gia đóng phim từ lúc 8 tuổi, nhưng phải đến Sống Chung Với Mẹ Chồng, cô mới thực sự nổi tiếng. Nhờ phim này, Bảo Thanh trở thành gương mặt sáng giá của VTV. Từ đây, người đẹp đắt show trong các sự kiện lẫn các hoạt động khác. Ngoài việc đi diễn, Bảo Thanh còn tham gia dự các sự kiện cũng như đóng quảng cáo. Cô nàng đã nhận các xe có hợp đồng lên đến tiền tỷ, một con số mơ ước đối với một diễn viên trẻ lần đầu tiên đóng phim như cô. Theo một nguồn tin từng mời Bảo Thanh dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới cho biết, giá các xe dự sự kiện của Bảo Thanh dao động từ khoảng 30 đến 40 triệu. Ngoài ra, việc quảng cáo sản phẩm trên trang cá nhân cũng mang lại khoản thù lao kha khá. Có những status trên Facebook của Bảo Thanh lên đến 30 triệu đồng. Nhờ các xe đóng phim lẫn tiền quảng cáo cùng sự hỗ trợ giúp sức của ông xã, Bảo Thanh hiện tại sở hữu một căn hộ ở khu chung cư cao cấp bậc nhất ở Hà Nội. Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh chia sẻ những hình ảnh về căn hộ đáng giá tiền tỷ hiện đại, lộng lẫy mà vợ chồng cô vừa tậu, nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện tại Hà Nội. Nhiều khán giả yêu mến nữ diễn viên đã dành lời khen màu sắc trong nội thất nhà rất hòa nhã, hiện đại, thanh thoát, sành điệu, trẻ trung của gia đình Bảo Thanh. Dù không tiết lộ về giá trị cụ thể của căn nhà, tuy nhiên, theo giá chung mặt bằng nhà đất tại Hà Nội thì không khó để dự đoán căn hộ mới của vợ chồng Bảo Thanh trị giá nhiều tỷ đồng. Nói về việc mua nhà Hà Nội tiền tỷ, Bảo Thanh tâm sự: "Tôi kiếm được bao nhiêu tiền đều khoe với chồng và tích góp vào tài khoản chung. Sau 9 năm tiết kiệm, gần đây vợ chồng tôi mới mua được căn nhà riêng ở Hà Nội. Chúng tôi vẫn phải vay ngân hàng một chút, nhưng có được ngôi nhà riêng đó là sự nỗ lực của hai vợ chồng. Trước đây, tôi sống chung với gia đình chồng ở Bắc Giang. Sau mỗi đêm diễn, tôi đều tự lái ô tô về nhà. Bây giờ, khi đã có nhà riêng, chồng tôi dự định sẽ chuyển công tác từ Bắc Giang lên Hà Nội và đưa con trai lên sống cùng. Ngay khi mua nhà mới, vợ chồng cô còn mua thêm xe hơi giá trị gần 1 tỷ đồng. Chưa hết, chỉ cần mỗi lần xuất hiện, khán giả cũng biết Bảo Thanh chịu chi cho quần áo lẫn phụ kiện hàng hiệu đắt tiền. Mới đây, đang gây sốt trong Về Nhà Đi Con, Bảo Thanh còn bất ngờ khoe biệt thự mới mua ở Đà Nẵng. Trên trang cá nhân, Bảo Thanh chia sẻ: "Địa điểm check-in mới của tôi, em vẫn đang lên hình nên còn mơ màng lắm. Trồng thêm nhiều cây để có chỗ mát mẻ ngồi cà phê, chiêu chiêu các thứ với." Thông tin này khiến nhiều người xuýt xoa vì sự giàu có của nữ diễn viên tuổi ngọ. Diễn viên Quốc Trường, nhà 25 tỷ, xe hơi hạng sang. Trước khi nổi tiếng với phim Về Nhà Đi Con, Quốc Trường được xem là vua phim miền Tây. Anh chịu khó nhận phim và show. Chính vì sự chăm chỉ ấy nên dù diễn xuất không quá nổi bật, nhưng tinh thần cầu thị của Quốc Trường khiến nhiều đạo diễn ghi nhận. Ngoài đóng phim, Quốc Trường còn kinh doanh. Chính vì vậy, anh là một trong số ít diễn viên không quan tâm đến cát xê khi đóng phim. Anh chia sẻ: "Nếu không kinh doanh thành công thì chắc chắn tôi sẽ quan tâm tới cát xê đóng phim. Vì cát xê không đủ sống thì mình làm sao nuôi được bản thân và lo cho gia đình, cũng như chuẩn bị quần áo, phương tiện đi lại, phục vụ cho vai diễn. Thực sự,
có nhiều diễn viên sống chật vật lắm. Nhưng vì trường kinh doanh thành công và có nguồn tiền của mình nên không quan tâm đến chuyện thù lao đóng phim. Hiện tại, anh là chủ sở hữu của hệ thống hơn 100 nhà hàng trên toàn quốc. Đợt vừa rồi, nam diễn viên còn gây sốt khi xây nhà 25 tỷ cho bố mẹ. Chia sẻ những kinh nghiệm về kinh doanh, Quốc Trường nói: để lập nghiệp thì ý tưởng quan trọng lắm. Quan trọng hơn cả việc bạn có tiền hay không. Khi có ý tưởng, bạn có thể vay mượn tiền để làm được, hoặc chào ý tưởng đó cho những nhà đầu tư. Còn nếu bạn có tiền nhưng chưa biết sử dụng như thế nào, thì có thể dùng nó để đầu tư cho những người có ý tưởng. Ngoài xây nhà chục tỷ, Quốc Trường còn sở hữu xe hơi hạng sang và một loạt các phụ kiện hàng hiệu khác. Quốc Trường về nhà đi con. Cả Sở Khanh điển trai đốn tim fan nữ. Theo đuổi nghiệp diễn đã 10 năm nay, Quốc Trường bỗng nhiên nổi như cồn. Chỉ sau vai công tử nhà giàu, Sở Khanh trong phim truyền hình đang được chú ý. Quốc Trường sinh năm 1988, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất sau khi giành giải nhất cuộc thi Ngôi Sao Ngày Mai năm 2009. Anh sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng như người mẫu. Đây chính là điểm mạnh giúp anh được nhiều lời mời đóng phim, là diễn viên đắt show của truyền hình miền Nam. Gia tài phim của Quốc Trường đến nay phải lên đến con số trên dưới 100. Anh từng đóng cặp với nhiều diễn viên nữ xinh đẹp như Nhã Phương, Dương Cẩm Linh, Hải Băng, Tâm Tiết, Phan Như Thảo, Trương Quỳnh Anh. Trên màn ảnh, anh biến quá đa dạng. Khi thì là một chàng trai hiền lành, chất phác. Lúc lại vào vai công tử ăn chơi. Năm 2013, Quốc Trường từng tham gia phim hài Tết Nhà Có Năm Nàng Tiên, kết hợp cùng Ngân Khánh. Tuy nhiên, có lẽ ít khán giả nào còn nhớ, bởi khi đó anh không phải là cái tên được chú ý. Gần đây, nam diễn viên gốc Cần Thơ cũng có mặt trong phim truyền hình hot Gạo Nếp Gạo Tẻ, nhưng chỉ là vai phụ. Năm 2019 đánh dấu một năm thành công và đầy bất ngờ của Quốc Trường sau khi bộ phim Về Nhà Đi Con lên sóng. Cùng với sức hút từ phim Về Đề Tài Gia Đình, anh được nhiều khán giả yêu mến. Lượng theo dõi trang cá nhân tăng nhanh chóng. Dù vào vai vũ công tử nhà giàu Sở Khanh, anh vẫn đốn tim fan nữ nhờ ngoại hình điển trai. Bản thân Quốc Trường cũng thừa nhận anh sốc khi vai diễn vũ được đón nhận nồng nhiệt như thế. Sự nổi tiếng bất ngờ khiến anh rơi vào trạng thái lâng lâng vui sướng. Anh còn nói, sau 10 năm làm nghề, đây là giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp diễn viên của mình. Diễn viên 8X chia sẻ, từ khi đọc kịch bản, anh đã cảm thấy thích nhân vật vũ và muốn thử sức. Hơn nữa, anh là fan của Người Phán Xử, nên càng hào hứng khi biết phim có nghệ sĩ Hoàng Dũng và Trung Anh tham gia. Hình ảnh Quốc Trường khoe bụng 6 múi gây chú ý trên trang cá nhân. Nam diễn viên cho biết anh vẫn độc thân và đang tìm bạn gái. Ngoài diễn xuất, Vũ Sở Khanh còn kinh doanh thành công, sở hữu tài sản đáng kể. Anh vừa xây biệt thự trị giá 25 tỷ đồng, nội thất sang trọng, tiện nghi tại quê nhà Cần Thơ. Quốc Trường còn dành hẳn một không gian rộng để thiết kế phòng gym trong nhà. Quốc Trường ngoài đời thường sẽ trẻ trung so với tuổi 31. Cách đây vài ngày, anh vướng scandal lộ tin nhắn chat nhạy cảm trên mạng. Song nam diễn viên chưa đưa ra phản hồi cụ thể. Anh cho biết đang bận rộn với lịch quay phim. Trong quá khứ, anh từng bị đồn hoài hò diễn viên Lê Phương, rồi chia tay vì áp lực dư luận.
nhưng Quốc Trường phủ nhận, cho biết họ chỉ là đồng nghiệp thân thiết. News Hot Now Show is amazing.